Hello các bạn, chào mừng các bạn đã đến với vlog đọc hiểu tiếng Anh. Thì trong vlog này mình sẽ đọc bài về chủ đề môi trường. File từ vựng mình sẽ để bên dưới video để các bạn có thể tiện theo dõi thêm. Rồi bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu đọc bài. Overview Weather, Global Warming and Climate Change là tổng quan về thời tiết, nóng lên toàn cầu và biến đổi khí hậu. Climate change and global warming are often used interchangeably but have distinct meanings. Biến đổi khí hậu và nóng lên toàn cầu thì thường được sử dụng một cách thay thế cho nhau, nhưng mà chúng có cái ý nghĩa khác biệt nhau. Similarly, the terms weather and climate are sometimes confused. Cũng tương tự như vậy, cái thuật ngữ thời tiết và khí hậu thỉnh thoảng bị nhầm lẫn. Though they refer to events with broadly different spatial and time scales. Mặc dù chúng chỉ đến những cái sự kiện với cái sự khác biệt về không gian và thời gian. Weather versus climate. Weather refers to atmospheric conditions that occur locally over short periods of time. Thì thời tiết là nó chỉ đến cái điều kiện khí quyển mà nó xảy ra ở một vùng trong một khoảng thời gian ngắn, nghĩa là mang tính chất tạm thời. From minutes to hours or days. Từ phút cho đến giờ cho đến ngày thôi. Familiar examples include rain, snow, clouds, winds, floods or thunderstorms. Các cái ví dụ phổ biến, các ví dụ quen thuộc như là bao gồm là mưa, tuyết, mây, gió, lũ lụt hoặc là bão sấm chớp. Climate, on the other hand, refers to the long-term regional and or even global average of temperature, humidity and rainfall patterns over seasons, years or decades. Khí hậu mặt khác là nó chỉ đến một cái về mặt long term, mặt lâu dài ở một vùng hoặc thậm chí cả là nhiệt độ trung bình của toàn cầu luôn, độ ẩm và cái lượng mưa qua các cái mùa, các năm hoặc là thậm chí là cả thập kỷ. What is global warming? Vậy thì nóng lên toàn cầu là gì? This global warming is the long-term heating of Earth's climate system observed since the pre-industrial period between 1850 and 1900. Nóng lên toàn cầu là một cái sự về mặt lâu dài, là nó có sự nóng lên của trái đất, của cái hệ thống khí hậu của trái đất được quan sát từ thời tiền công nghiệp, từ năm 1850 đến 1900, due to human activities, primarily fossil fuel burning, which increases heat trapping greenhouse gas levels in Earth's atmosphere. Là nó do các hoạt động của con người, chủ yếu là do hoạt động đốt cháy nhiên liệu hóa thạch mà nó làm tăng cái lượng nhiệt, nó bị kẹt lại ở chân trái đất, làm tăng cái lượng gas trên trái đất lên. Greenhouse này là hiệu ứng nhà kính. The term is frequently used interchangeably with the term climate change. Nghĩa là cái thuật ngữ thường được sử dụng một cách thay thế với cái thuật ngữ biến đổi khí hậu. Though the latter refers to both human and naturally produced warming and the effects it has on our planet. Mặc dù cái thuật ngữ thứ hai là cái latter, là cái climate change này nào, nó nhắc đến cả là các cái hoạt động của con người và cả cái do thiên nhiên tạo ra cái sức nóng đó và cái sự ảnh hưởng của nó đối với trái đất, ý là cái climate change này nó do cả con người và do cả tự nhiên luôn, còn cái global warming là chỉ do con người thôi. It is most commonly measured as the average increase in Earth's global surface temperature. Thì nó thường được đo lường như là một cái nhiệt độ trung bình ở trên bề mặt trái đất. Since the pre-industrial period, human activities are estimated to have increased Earth's global average temperature by about 1 degree Celsius. Từ cái thời tiền công nghiệp thì các cái hoạt động của con người được ước tính là đã làm tăng nhiệt độ trung bình của trái đất lên 1 độ C, là 1,8 độ Fahrenheit nè. A number that is currently increasing by 0.2 degrees Celsius. Nghĩa là con số hiện tại tăng lên là khoảng 0,2 độ mỗi thập kỷ. It is unequivocal that human influence has warmed the atmosphere, ocean and land.
Nghĩa là nó rất là rõ ràng là cái hoạt động của con người đã làm ảnh hưởng và đã làm nóng lên cái bầu khí quyển đại dương và mặt đất. What is climate change? Climate change is the long-term change in the average weather patterns that have come to define Earth's local, regional and global climates. Nghĩa là cái sự biến đổi khí hậu là một cái sự thay đổi lâu dài, cái sự trung bình về mặt thời tiết, cái sự biến đổi thời tiết mà nó đã định nghĩa cái khu vực các local này là sao ta? Cái địa phương thuộc về địa phương và khí hậu toàn cầu luôn, nó làm thay đổi toàn cầu luôn á. These changes have a broad range of observed effects that are synonymous with the term. Cái sự thay đổi đó nó có cái sức ảnh hưởng được quan sát mà nó đồng nghĩa với cái chính thuật ngữ đó luôn, nghĩa là biến đổi khí hậu đó. Changes observed in Earth's climate since the early 20th century are primarily driven by human activities. Các sự thay đổi được quan sát ở trên cái khí hậu của trái đất từ đầu thế kỷ 20 là chủ yếu là do hoạt động của con người, chủ yếu là cái hoạt động đốt cháy nguyên liệu hóa thạch, which increases heat trapping greenhouse gas level in Earth's atmosphere, mà làm tăng cái lượng nhiệt bị kẹt lại ở trên trái đất đó. Raising Earth's average surface temperature, làm tăng nhiệt độ trung bình trên bề mặt trái đất. These human produced temperature increases are commonly referred to as global warming. Nên là các cái sự tăng lên nhiệt độ đó lại được phổ biến rộng một cách rộng rãi, được nhắc đến như là nóng lên toàn cầu. Natural processes can also contribute to climate change. Các hoạt động của tự nhiên cũng có phần đóng góp trong cái sự biến đổi khí hậu, including internal variability, bao gồm các cái biến từ bên trong. E.g. ví dụ Silico Ocean Pattern like El Nino, các cái hoạt động xảy ra như là các cái hiện tượng như El Nino, La Nina and Pacific Decadal Oscillation, vành đai Thái Bình Dương đó, dao động suy đồi Thái Bình Dương, and external forcings, và các cái ngoại lực. Volcanic activity, hoạt động của núi lửa, changes in the sun's energy output, như là các sự thay đổi về cái lượng năng lượng của mặt trời tỏa ra. Variations in Earth's orbit, các sự biến đổi của cái quỹ đạo của trái đất. Scientists use observations from the ground, các nhà khoa học sử dụng các cái quan sát từ mặt đất, air and space, trong không khí và trong không gian, along with theoretical models, cùng với các cái mô hình lý thuyết, to monitor and study past, present and future climate change, để mà quan sát và nghiên cứu quá khứ, hiện tại và tương lai của biến đổi khí hậu. Climate data records provide evidence of climate change key indicators. Các cái dữ liệu về thời tiết được cung cấp và cái bằng chứng cho cái sự thay đổi biến đổi khí hậu đó, là các cái key indicators, là cái chìa khóa dịch sao ta? Các cái chỉ số chìa khóa để mà chỉ ra cái sự biến đổi khí hậu, such as global and land and ocean temperature increases, như là cái nhiệt độ trên toàn thế giới và nhiệt độ ở trong trong đại dương tăng lên, rising sea levels, sự tăng lên về mặt nước biển, mực nước biển tăng lên, ice loss at Earth's poles and in mountain glaciers, nghĩa là cái sự băng tan ở hai cực của trái đất, ở các cái núi băng, frequency and severity changes in extreme weather such as hurricanes, heat waves, wildfires, droughts, floods and precipitation, and clouds and vegetation cover changes, to name but a few. Nghĩa là cái sự cường độ và mức độ nghiêm trọng thay đổi của các cái thời tiết cực đoan như là bão, sóng, sóng nhiệt, cháy rừng, hạn hán, lũ lụt và lượng mưa và mây và thảm thực vật. Bao trùm tất cả sự thay đổi đó. Đó chỉ là một vài ví dụ thôi. Cảm ơn các bạn đã đón xem video này. Hy vọng các bạn sẽ cảm thấy nó có ích. Hẹn gặp lại các bạn vào các vlog đọc hiểu tiếng Anh tiếp theo. Bye bye.